Hi hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lucky Lantern. Và đã lâu lắm rồi thì mình mới quay trở lại store của Zara. Đợt này thì Zara họ sale rất là nhiều luôn các bạn ạ. Vào những cái dịp cuối năm này thì cái khối lượng sale của những cái nhãn hàng nó rất là nhiều luôn. Rất là nhiều mặt hàng được sale với cái giá ưu đãi cũng rất là cao. Và cái thời gian sale của họ cũng kéo dài nữa. Cho nên là lâu rồi mình không thấy Zara họ có ra những cái mẫu mới. Và hôm nay mình sẽ quay một số những cái món đồ đang được sale ở store Zara để các bạn cùng cập nhật nha. Ở đây thì mình thấy có rất là nhiều váy đầm. Mình cũng không biết có phải là hàng tồn, hàng động từ xưa để họ đem ra trưng bày lại hay không nữa. Thế nhưng mà có một số những mẫu mình thấy cũng khá là mới hoặc là mình chưa thấy bao giờ. Ở đây thì có rất là nhiều những cái đầm hoa dây ngắn với cả những họa tiết hoa lý nhí cũng rất là dễ thương. Mình nghĩ là khá là thích hợp để cho các bạn mua sắm để diện vào những cái ngày Tết ấy. Nhìn rất là mang đậm sắc xuân luôn đó các bạn ạ. Màu sắc thì đa số chủ yếu là màu hồng này, màu tím này. Những cái màu rất là nhẹ nhàng và có họa tiết hoa lý nhí nữa. Mặc vào mùa xuân thì quá là hợp đấy rồi. Khu vực bên này thì có đầm dài này, đấy, cũng là với những cái họa tiết hoa huét. Kiểu dáng mình thấy cũng khá là ok và chất liệu cũng khá là ổn áp. Mình nghĩ là họ sẽ còn kéo dài cái thời gian sale này thêm nữa, cho nên là nếu mà bạn nào đang muốn đi mua sắm cho cái đợt Tết sắp tới thì mình sẽ tranh thủ đến sẵn Zara để shopping nha. Khu vực này thì có rất là nhiều những cái đầm suông, đầm dây cũng như là đầm cúp ngực mà dáng dài các bạn ạ. Mình thấy màu sắc cũng khá là nhã nhặn ở đây ý. Rất là dễ mặc, không chỉ Tết không đâu mà mình có thể mặc ứng dụng ở những ngày thường cũng được nữa này. Những cái màu này nó đâu có bị over đâu. Kiểu dáng cũng không có kén body lắm ấy các bạn ạ. Ở đây thì có một cái đầm nhung họa tiết vằn vệ lệch vai các bạn ạ. Nhìn thế thôi chứ mặc lên cũng cháy phết đấy. Còn đây là cái đầm nó khá là buồn cười, nhìn nó hơi bị kiểu vải thì rất là già nhưng mà lại là đầm ngắn trẻ trung chả hiểu. Ở đây có một cái túi xách nhìn nó khá là rợn người các bạn ạ. Mình hay sợ lỗ với cả sợ mấy cái hột đây này. Lại còn là màu xanh nõn chuối nữa, nhìn nó khá là giống một con cóc ấy các bạn. Nhìn buồn cười ha. Mình cũng chẳng biết là nó đẹp hay là nó xấu hay là nó như thế nào ấy, mình thấy nó dị dị thôi. Ngoài ra thì còn một cái túi rất là rườm rà và phức tạp ở đây. Đầm dài rất là nhiều nha các bạn ơi. Nếu mà bạn nào mà Tết vẫn chung thủy với gam màu hồng, màu đỏ để cho rực rỡ năm mới thì mình cũng có thể tìm được rất là nhiều ở đây này. Đó, chiếc đầm hai dây màu đỏ này thì bao cháy luôn. Nhìn là khỏi cần phải đốt pháo luôn. Đầm ngắn cũng rất là nhiều kiểu dáng luôn ý. Màu cam, màu đỏ này. Toàn là những cái màu mà có thể ứng dụng vào trong dịp Tết sắp tới. Nhanh tay đi mua thôi các bạn ạ. Mình thấy là mình cũng đã chấm được kha khá những cái bộ đồ ở đây rồi đấy. Tuy nhiên là theo như mình thấy thì đợt này Zara họ sale khá nhiều luôn. Hầu như item nào cũng có được sale hết á. Thế nhưng mà có điều là giá sale rồi thì cũng chưa hẳn là mềm lắm các bạn ạ. Hầu hết đều là 799 này, 899 này, rồi là 1 triệu mấy này. Cũng có những cái rẻ hơn, ví dụ như là 399, 499, 299 kiểu thế. Thế nhưng mà nó chỉ là những cái áo thun basic thôi. Còn những cái đầm này thì nhìn chung ra nó cũng là 700-900 ngàn rồi.
đây có một cái đầm này. Bạn nào nếu mà fan cuồng của Avatar thì nên mua về mặc để vào rạp xem phim trong chiến nha các bạn. Cái màu xanh của nó thực sự giống Avatar luôn ấy. Mình mà mặc cái này vào rạp chiếu phim thì người ta lại tưởng là mascot các bạn ạ. Lại vào xin chụp hình thì chết tôi. Rất là nhiều đầm váy luôn. Hiện nay váy này nhìn khá là rườm rà, mình không thích giải thích, không biết giải thích làm sao luôn. Ngoài ra thì áo khoác cũng rất là nhiều, cũng là đều được sale hết luôn nha. Như mình đã nói thì do là giai đoạn sale cho nên là thiết kế nào cũng có này, áo khoác, áo di lê, váy đầm, cái gì cũng có hết á. Ở đây thì có một số những cái váy màu trắng rất là yêu nha. Ở này, cái này là đầm cúp ngực này, có cái phần kim tuyến ở ngực này, nhìn rất là đơn giản nhưng mặc lên rất là xinh á. Thêm một cái đầm cúp ngực nữa, nhưng mà cái này mình nghĩ là nó sẽ khó mặc hơn, cái phần ngực nó khá là hở này. Bù lại thì phần chân váy nó cũng rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Còn đây là một em chấm bi màu kem kem ngà ngà, xinh hay là xinh. Ở đây thì mình thấy có một cái chân váy nó khá là kiểu nó khá là mệt mỏi các bạn. Nhìn nó nặng nề và nó nóng được làm sao ấy. Chiếc váy đen này thì kiểu dáng nó cũng khá là basic thôi. Thế nhưng mà nó có hai cái đá phong thủy ở đây này các bạn. Chiếc đầm này là dành cho các bạn chơi hệ tâm linh nha. Nếu mà bạn nào mạng thủy thì mặc vào để kiểu phát huy thêm năng lượng của mình ha. À đây thì mình có ướm một cái áo sơ mi xanh lá cây này, nhưng mà nó đục lỗ này này. Nhìn cũng khá là lạ lùng ấy. Mắt phép. Eo ơi, cái túi này mình nhìn mình sợ ấy các bạn ạ. Mình nhìn mình kiểu bị ngứa ngứa, mình muốn cào nó ra ấy. Nó cứ có mấy cái cục gì nhìn mình nhức nhối thật sự đấy. Khu vực bên này thì đồ có vẻ kiểu chất chơi người rơi, như kiểu robot gì ấy các bạn ạ. Kiểu vải ánh kim ấy, màu bạc này, sau này còn màu đồng nữa. Mình nói thế thôi chứ những cái form này lên dáng khá là đẹp á nha các bạn nha. Nhìn rất là chất luôn ấy, mang với thêm những cái đôi bốt đùi nữa thì quá là cháy. Cả chiếc đầm ống da mà kiểu siêu nhân hồng này nữa, mặc lên nhìn hơi bị đỉnh luôn ấy. Chiếc đầm này thì có thể mua cho dì này hoặc là mẹ này. Nhìn kiểu mấy cô lớn tuổi chút xíu mà mặc những cái đồ đơn giản ấy, nhìn nó sẽ thanh lịch hơn, nó không bị xến, rất là đẹp. Đây có cả cái áo di lê nữa. Áo di lê này ở phía sau cũng là cổ chữ V luôn, hơi lạ ha, nhưng mà màu thì rất là ngọt. Còn đây là di lê của bố này, nhìn rất là mang phong cách đứng đắn đẹp trai. Bên cạnh đó thì còn có di lê của mẹ nữa, với chất liệu vải nhung và sequin kết hợp với nhau, nhìn thôi rồi luôn. Ở đây thì có một cái đầm kiểu vest hả bạn, đính đá, nhìn cũng khá là chất chơi, mình thấy khá là đẹp luôn ấy. Nhìn vậy thôi chứ mình nghĩ là không già một xíu nào đâu nha, nhìn khá là sang chảnh luôn ấy. Ở bên đây thì có rất là nhiều đầm suông với những cái họa tiết hoa văn kiểu sặc sỡ. Vải thì mặc rất là mát. Còn có cả những cái áo crop top nữa, màu đỏ cam cũng rất là rực này, là màu trắng này, có thêm hai cái tay bẹt vai nữa, xinh ha. Áo hai dây tầng nhún này, màu trắng kiểu gì nhìn cũng rất là xinh, rất là đẹp đấy các bạn, rất là dễ thương luôn, lại còn dễ phối đồ nữa chứ.
Mấy cái áo crop top màu trắng mà kết hợp với chiếc quần jean đính đá cườm này thì rất là xuất sắc luôn đấy các bạn ạ. Nhìn rất là trendy luôn ấy. Ở đây thì có một số những cái áo sợi này, đan lát móc méo gì vào với nhau này, nhưng mà rất là yêu ha. Kiểu này thì là yếm này. Cho bạn nào mà thích những cái chất liệu vải sợi ha. Ngoài ra thì phụ kiện cũng sale rất là nhiều luôn. Ở đây thì có một đôi bốt này, một chiếc áo vải jean mà đính đá. Ở ngoài nhìn nó sáng lắm các bạn ạ. Ở ngoài nhìn cái áo từ xa là đã rất là bắt mắt rồi, sáng lấp long lanh lấp lánh luôn. Thế nhưng mà do là cái ánh đèn mình quay lên nó không có được bắt mắt cho lắm. À đây thì mình phát hiện ra một cái cục tạ các bạn ạ. Nhìn khá là buồn cười ha. Thực ra nó là một cái giỏ sách này, mình cũng không biết là cái giỏ sách này đựng được bao nhiêu đồ nữa. Thế nhưng mà chắc chắn là nó được inspire từ cái cục tạ luôn. Và cái giỏ sách này chắc là dành cho những cái bạn mà kiểu đang trong quá trình tập gym hay là nghiện tập gym hay gì đấy. Nhìn nó quái lạ lắm luôn ý. Đây là chiếc chân váy sequin lấp lánh nha các bạn, không phải là áo ống đâu các bạn ạ. Nhìn nó khá là ngắn ý. Phụ kiện giày dép mình thấy là cũng đang được sale khá là nhiều. Cả giày boot này, giày xăng đan này, rồi cao gót, gót nhọn các thứ, túi xách nữa mình thấy cũng sale khá là nhiều luôn. Cái dép này rất là buồn cười các bạn ạ. Anh bạn mình đi ngang qua và bảo nhìn nó như là hàng mã, kiểu như là nó giống như là giấy vàng bạc á, dán vào với nhau á. Ở mấy cái xào đồ này thì có rất là nhiều những cái chân váy này, có cả chân váy dài, cái chân váy ngắn. Thì chân váy này cũng rất là mang hơi hướng của Avatar với cả Aquaman các bạn ạ. Gì mà thấy nước nước rồi sần sần sùi sùi. Ở đây ngoài ra thì còn có chiếc váy của người cá nữa. Khá là nhiều những cái chân váy họa tiết lạ lạ ở đây này. Còn đây là áo crop top lệch vai các bạn ạ. Mình thấy là nhìn nó khá là đơn giản, thế nhưng mà với cái chất liệu vải ôm này ấy, nó cũng rất là tôn dáng đấy các bạn. Còn đây là áo quay. Rất là nhiều ha, rất là mình thấy rất là phong phú luôn ấy, đồ sale. Mình thì mình nghĩ là những cái áo này là được tồn lại từ những cái đợt hàng trước ấy, và bây giờ họ đem ra trưng để bán sale. Cho nên là nó rất là nhiều những cái họa tiết khác nhau này, rồi là những cái kiểu dáng khác nhau này. Có nhiều cái mình thấy khá là đẹp luôn mà mình chưa từng thấy trước đây.
Ở đây mình thấy có một đôi sandal rất là dễ thương luôn. Cái kiểu này thì mang vào rất là trắng chân nha các bạn. Siêu trắng chân luôn ý. Mình thấy cái quai nó cũng khá là êm. Mình nghĩ là mang vào sẽ không có bị đau chân đâu. Dây nhựa thế nhưng mà nó rất là êm, rất là mềm. Ở đây có chiếc túi sách màu đỏ nữa này. Vừa nãy nó có cái màu xanh chuối ấy. Màu đỏ thì mình cảm thấy là nó dễ chịu hơn. Cái màu xanh chuối nó nhìn nó khá giống như là một con ếch ấy các bạn. Cái này nhìn ra giỏ sách này rất đơn giản nhưng mà cũng khá là dễ phối đồ này. Vừa nãy vừa thấy chiếc chân váy thì bây giờ còn thấy cả chiếc áo hai dây cùng một set với nó luôn các bạn ạ. Mình không biết bạn nào tự tin mà có thể mặc được nguyên một set đồ long lanh lúng liếng như thế này để đi đâu chả biết nữa luôn ấy. Mình nghĩ là tách set ra thì sẽ dễ mặc hơn. Giày boot cũng khá là nhiều kiểu xinh đáng yêu. Nhìn chung là cả cái store Zara hiện tại thì toàn là đồ sale thôi các bạn ạ. Sale nhiều, sale ít. Nhưng mà item nào cũng là giá sale hết. Nên là các bạn hãy nhanh chân đến Zara để mà mua đi thôi. Mình cũng tranh thủ hốt vài món đây. Không mua được đầm váy thì chắc cũng có thể mua được túi sách và phụ kiện thôi. Rất là nhiều thứ ở đây luôn. Ok, và mình xin kết thúc cái clip này ở đây nha. Hẹn các bạn ở clip sau, mình sẽ tiếp tục cập nhật những item mới và những chương trình khuyến mãi của nhãn hàng này nha. Hy vọng đã đem lại nhiều thông tin bổ ích cho các bạn. Hãy like, share và subscribe kênh Lucky Lanton để cùng mình đi đến những địa điểm khác thú vị hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.